Xin chào các bạn, như vậy là vị tướng Akainu Sakazuki đã ra mắt rồi. Và trong video trước thì mình cũng đã nói, dù là từ mới tuần này là gì, mình cũng sẽ không chơi. Do là đội hình của mình vẫn chưa hoàn chỉnh nên mình không quan tâm từ mới đâu. Nhưng khoan, đấy chỉ là Trôn Việt Nam. Trôn camera kìa, trôn Việt Nam. Thì ai ngờ đâu, cái vị tướng này nó lại rơi vào hệ bền bỉ cùng hệ với cả Brook Wano. Và mình cũng đang có ý định, đó chính là lấy Brook Wano vào trong đội hình của mình. Bởi vì đội hình của mình hiện tại mới chỉ có 4 em mà thôi. Và Brook Wano cũng là một vị tướng khá là ngon đấy chứ. Và thêm một cái nữa các bạn ơi, đó chính là ở trong cái phần truy nã tuần này ấy, thì lại có truy nã Brook Wano. Thế là một công đôi ba việc. Thành ra là mình sẽ chơi luôn, không cần phải chần chừ do dự gì nữa nha các bạn ơi. Chiếu mộ nào. Ok, hệ bền bỉ bắt đầu. À khoan, trước khi vào hệ bền bỉ thì mình sẽ cần phải vào lấy thêm một chút thùng bia đó các bạn ơi. Cửa hàng hồn hải tặc. Đây rồi, mình đã huyết tế khá là nhiều để lấy tài nguyên ở đây nha các bạn. Ồ, nhưng mà mình đổi được 100 thùng bia cơ, trong khi đó là mình mới chỉ có 15k 7 điểm thôi. Thế thì mình sẽ đi huyết tế để cho tròn 25k điểm các bạn nhá. Mình sẽ huyết tế luôn mấy cái vị tướng 5 sao cho nó nhanh các bạn ạ. Chứ còn huyết tế mấy vị tướng 3-4 sao lâu lắm. Lên nào. Đó, thêm bao nhiêu điểm rồi đây? 2000 điểm nữa là 19k rồi. Sao mình bị một chút nhỉ? 19k, 21k. Quá là easy luôn. 23k. Đấy, và bây giờ thêm một phát nữa, đó chính là 25k. Let's go. Thế là mình đã đủ để có thể sở hữu 100 thùng bia nữa rồi. Cực kỳ là easy luôn. Nào, cửa hàng hồn hải tặc. Và bây giờ thì mình sẽ oánh ngay một con số 100 ở đây cho nó chất chơi rồi. Tự tin luôn. Đấy, quá là tuyệt vời. 596 thùng bia, chúng ta sẽ cùng xả nha các bạn. Ôi ôi, Kizaru à. Thêm phát nữa đi. Wow, thốn nè. Tiếp tục. Đây là ai đây? Kaku. Chưa thấy sự xuất hiện của chó đỏ Akainu nha. Hy vọng rằng là với 600 thùng bia này thì mình sẽ sở hữu đâu đó là 1-2 em ở trong phần chiêu mộ này để cho nó có thể là đạt được cái mốc 10-11 sao gì đấy. Ngon lành cái nào hơn. Ôi kít. Trời ơi. Ôi rồi. Cavendish. Lần đầu tiên chiêu mộ hệ bền bỉ nha. Bởi vì là từ đầu đến giờ chỉ chiêu mộ có hệ chính xác thôi. Có Jinbei Wano mà các bạn. Ở giai đoạn đầu thì Jinbei Wano cứ phải gọi là ok. Rồi, 496 rồi. Ôi dồi ôi, Brook Wano cũng được. Em nào cũng được mà. Đang truy nã Brook Wano. Rồi thì Akainu. Ở đây rồi. Go. Tuyệt vời. Brook Wano, một em. Chắc chắn là mình sẽ có thể là truy nã thêm một em nữa. Và có thêm 50 mảnh. Hiện tại là mình đang có tổng cộng là 3 em Brook. 3 em Brook thì mình sẽ có thể nâng cấp được lên đó chính là 9 sao. Tuyệt vời quá. Hãy cho vào đội hình là cũng được rồi. Nhưng thứ mình tiếp tục tìm kiếm đó chính là Akainu cơ. Akainu đâu? Ô hay. Kaku. Khó nhỉ. Kiếm thêm một em Akainu mà khó như vậy sao? Thủy sư đô đốc Akainu. Thôi, Ivankov. Vâng, Akauji mới đầu các bạn ạ. Trời ạ. Khốn thế nhở. Bây giờ mà thêm một em Akainu cộng thêm một em Kaido nữa thì thôi. Nhất quả đất luôn các bạn ạ. 346. Yêu. Ok. Hiện tại là vẫn có dấu hiệu của sự lag nhẹ nhẹ nha các bạn. Ôi dồi ôi, chứ còn từ tầm 11 giờ cho đến 1 giờ chiều ấy, là cái khoảng thời gian đấy nó lag khủng khiếp luôn. Thì các bạn có thể thấy được là cái sự hot của cái vị tướng mới Akainu nha các bạn. Các bạn vào săn lùng cái vị tướng Akainu rất là nhiều luôn nha. Ê, mình khủng chứ lệ. Đây, bây giờ vẫn còn lát áo nhờ. Đói. Ok. Luffy mới đâu. Chỉ còn lại 286 thùng bia thôi. Ô hay. Bực. Quá bực luôn. Hy vọng là sau mấy pha lát nó ra luôn 1-2 em Akainu cho mình. 1-2 em Akainu cho mình. Bực. Thế nhờ. Đây rồi. Jabra. Ô hay. Hai lần nó chính là Akauji rồi các bạn ơi. Thay vào đấy chỉ cần một em Kaido thôi, có phải là vui không? Ok. Bực. Đây rồi, được thêm một em Ivankov. Hai em Ivankov. Vãi. Trời ơi. Đây rồi. May quá không lag. Phát nữa đi. Tuyệt vời quá, lại không lag rồi. Thêm phát nữa nào. Ui giời ạ. 226. Ô. Đèn. Đây rồi, lại tiếp tục là gáp các bạn ơi.
Ui, Niji lại là gao xanh chứ không phải. Bực quá các bạn ạ. Cố lên. Ok. Không kiếm thêm được một em nào ở trong này thì quá là đen luôn các bạn ạ. Trời đất. Đấy là tốc độ của mình sẽ bị chậm lại rất là nhiều nếu như không thể nào mà kiếm thêm được một em ở trong này nha các bạn. Kiếm thêm một em ở trong này là cái gì đấy cực kỳ khác bọt. What? Mình cần đó chính là đối thủ Ace Akainu. Không biết là 600 thùng này thì các bạn có ra được vị tướng Akainu nào không? Chứ còn mình thì chưa ra nha. Rách giết thì cũng ra rồi. Nhưng mà Akainu thì vẫn là chưa. Một em thôi. Chỉ cần một em thôi, please. Hay. Lại tiếp tục là Ace. Không ổn. 66 này, bắt đầu là đến một con số cực kỳ lộc lá này các bạn ơi. Ok. Chết dở đấy. Cavendish. Katakuri. Lại là Cavendish ạ. Ok. Udoke. Ôi ôi. Chabra. Vâng. Ảo vậy. 16, nhưng mà hình như mình còn thiếu 4 thùng bia nữa thì mình sẽ có thể là quay nốt 10 vòng cuối cùng nha các bạn. Oh my god, không ổn rồi. Không ổn một tí nào rồi các bạn ơi. Nhận thưởng hết cái đống này xem nào. Nhận thưởng đống này thì có 160 cốc bia vàng và 75, đó chính là trái ác quỷ. Zeb Luffy mình có khá là nhiều, mình sẽ đầu tư all in hết. Đó chính là vào cái vé chiến trường thôi, bởi vì tuần này là có 2 sự kiện chiến trường mà. Lại tiếp tục là all in nha các bạn. Có 15 thùng bia nữa rồi thì mình sẽ chiêu mộ 10 thùng cuối cùng nha các bạn ơi. 10 thùng cuối cùng. Akainu đi. Akainu. Trời ơi, thế là không có rồi các bạn ơi. Thôi vậy, xác định là quá đen ở trong tuần này đi, chỉ sở hữu được 4 em Akainu thôi các bạn nhé. Đó chính là trong phần chiêu mộ thùng đặc biệt thôi. Còn lại thì chịu rồi. Tất nhiên là mình sẽ đầu tư đó chính là 3.000 Zeb Luffy vào đây để mua thêm 3.000 vé đánh đấu trường nha. Và như vậy là hai cái sự kiện chiến trường đây thì đối với mình quá là easy trong tuần này rồi. Còn thực thì mình vá vào cái dương này thôi. Ok, đúng rồi, hai dương thôi mình nhầm. Mình cũng sẽ thử vận may ở trong phần thú cưng nha các bạn. Hiện tại là mình có 22 cái la bàn thì mình sẽ chiêu mộ luôn. Bởi vì là mình cũng sẽ lấy thêm cái bánh lái để mình có thể là chơi all in vào trong cái sự kiện tuần này. Ok, rồi ơi, không có gì. Không sao, thì mình sẽ quay lại thôi. Nhận thưởng này. Đấy, mình sẽ có thêm hai cái bánh lái nha các bạn. Hai cái bánh lái thì mình sẽ chơi chiêu mộ vua hải tặc. Nhưng mà có 9 à? Thế thì mình hoàn toàn có thể mua thêm một cái ở trong cái phần sự kiện rơi ải nha. Nhưng để kiếm thêm Zeb Luffy đó các bạn ơi. Thì chắc chắn là mình sẽ phải vào vòng quay rồi. Vòng quay may mắn là mình sẽ múc luôn. Mỗi tội là không có thẻ dành tay thì mình sẽ chơi kiểu này. Nhìn chung thì mình thấy những bạn nào là nông dân thì cũng chẳng cần phải mua cái thẻ dành tay làm gì để có thể là quay x100 cả. Các bạn hoàn toàn là có thể quay x10 thôi. Kiên trì mất khoảng 5-10 phút gì đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm tài nguyên đầu tư với những cái khác nha các bạn ơi. Và như vậy là sau 9 phút 69 giây thì đây là những phần thưởng mình nhận được sau khi xả 700 Misu may mắn các bạn nhé. Tiếp tục là có 30 trái ác quỷ, 70 thùng bia, 9 cái bánh lái và 1.500 Zeb Luffy. Thì mình đã thỏa mãn được đó chính là một cái bánh lái nữa rồi. Nhưng mà có thêm thành tựu này. Oh yeah, ngon quá. Thế này tuần sau khi mà ra cái shop có 4 lá thì lại tuyệt vời đối với mình rồi. Mình là có thể là mua thùng bia cũng như là cốc bia các bạn ơi. Đây, mình sẽ đầu tư đó chính là một... chết bên này chứ. Ok, thôi cứ mua được cái này nữa mà. Ô hay, tôi có tiền mà tại sao lại bắt tôi chậm tay lại là sao? Rồi, đủ rồi đó các bạn. Chiêu mộ vua hải tặc. Kaido Hybrid à? Kaido Hybrid thôi, mình cứ để Akainu đi xem nào. Biết đâu lại ra được Akainu, Kizaru, Gladius, Aoku, Ace. Thôi xong. Ây là biết là không có Akainu rồi. Không thể nào mà... Kizaru, ôi dồi ôi. Không ổn rồi các bạn ơi. Tiếp tục là chơi Kim Tự Tháp Unpi các bạn ơi. Tướng hiếm này, mở khóa đi biết đâu là có Kaido Hybrid. Làm mới phát nữa. Ôi dồi ôi, Kaido thường. Ôi dồi ôi, Kaido Hybrid đi please. Ôi dồi ôi, dâu trắng. Ôi dồi ôi, Lunika hơi bỏ đi. Tiếp tục, lại là dâu trắng. Vâng. Ok. Ok.
Ui, ui trời ơi, cay thế nhở? Tướng thường thì sao? Ồ hay, được này. Ờ, cũng được đấy chứ các bạn, thôi đổi luôn. Đằng nào khi mấy hôm nữa chúng ta chơi sự kiện thì chả có đủ để có thể là chơi phần tương nhiệm. Đấy là có thêm một em Hiyori, tuyệt vời quá. Rồi, bây giờ là khâu tiếp theo cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là vào ghép mảnh các bạn ạ. Đấy, có nhiều cái để ghép này. Một, rhizome đầu. Hai, tiếp tục. Ba, bốn, oh no, năm, vãi, sáu, ôi dồi ôi, và cuối cùng, ôi dồi ôi, chán thực sự các bạn ơi. Group đây rồi, group thì mình có hai em, đấy, cộng thêm một em mình có sẵn nữa là ba em, là mình hoàn toàn có thể nâng cấp lên, đây rồi, bốn em Makenu đúng không, thêm một em, Hiyori, ok, rồi. Ano quyển L1 thì mình sẽ tích lũy lại để tuần sau nếu như mà có ra thêm Akenu mà vào chục L1 thì mình sẽ để dành cho Akenu nha các bạn. Tướng thì bây giờ mình sẽ phải nâng cấp thôi, bền bỉ nào. Let's go Akenu đúng không? Cho em này trước, ưu tiên nha. Lên luôn. Lung linh là lên luôn. 50. Rồi, hơi lag các bạn ạ. 60. Nâng cấp phát đầu tiên. Ồ, cẩn thận. Ui, chết. 1, 2, 3, 4. Phát đầu tiên, 6 sao. Phát thứ 2, 7 sao. Quá là đơn giản. Phát thứ 3, 8 sao. Và phát cuối cùng, 9 sao. Thì với ngày hôm nay, mình chỉ nâng cấp được em Makenu này lên 9 sao thôi. Nếu như kiếm thêm em nữa thì mình có thể nâng cấp lên 10 sao rồi. Nhưng mà quá đen thì phải chấp nhận được các bạn ạ.